Quay ngoại hình máy và tắt máy cho mình anh nhé. Đây là mặt trước của máy ạ. Mặt trước của máy rất là đẹp ạ, không bị xước sát gì cả. Mặt sau của máy thì bị xước nhẹ chỗ này nhé. Đây ạ, em quay kỹ hơn nhé. Nó là vỏ nhôm, nó dễ xước. Nói chung là máy đã qua sử dụng thì khó tránh khỏi những xước sát nhẹ. Còn các cạnh thì không bị cấn móp hay va đập anh nhé. Em chọn chiếc này cho mình khá đẹp đấy ạ. Mặt trước không xước mà mặt sau mới xước thôi ạ. Mặt sau thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến ngoại hình máy. Bên trong thì còn rất mới. Em test các chức năng của máy cho mình nhé. Đây là camera của máy ạ. Cam của máy anh nhé. Em test mic ạ. Mic trả về ạ. Cam mic ok rồi đấy ạ. Em test bàn phím. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình ạ. Chuột trái, chuột phải, bàn phím ok rồi đấy ạ. Em tắt loa của máy nhé. Loa của máy khá to và trong đấy ạ. Mình muốn dùng phím chức năng, mình giữ control cộng với phím chức năng thôi em nhé. Tăng giảm độ sáng. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng được như một máy tính bảng. Đây là máy bên em là bản 512, bên em chia làm hai ổ cho mình ạ. Còn đây là ID của máy ạ. i7 thế hệ 10 RAM 16 anh nhé.